Ok, như tập trước thì mình đã bị mình giết thằng kia xong thì mình đã bị công an bắt vô cảnh đồn cảnh sát rồi bạn ơi. Mà không biết trong đây thì mình có gì, không biết có gì không đây. Ngủ được không? Hôm nay chắc nó không quậy như gì đâu bạn. Hôm nay là mình sẽ thoát khỏi cái khu vực tù này của mình bạn ơi. Ê anh em, hey chưa? Hey dude. Ê, theo tao, mày phải là đàn em của tao. Mày là nên là đàn em của tao rồi. Ừ, nó đi theo kìa bạn. Mình có anh em rồi bạn ơi. Thoát ra bằng cách nào? Có chữ RR thì mình chạy ra thôi nha các bạn. Đây thì sao mấy cái cửa mở này ra thì sao nhờ? Mình ơi, nó đông kìa bạn ơi. Trong dây chả có gì hết rồi bạn ơi. Cái kia. Gì vậy? Muốn đánh nhau có tiền nè. Thôi mình lỡ mình lụm tiền xíu. Nhưng mình thấy cái gì nó trên đây nữa bạn. Thấy thấy chưa? Anh Niên, mình nói mà bạn. Bán nè bạn ơi, là xin cái này. Nhưng mình cần kiếm tiền mình mua cái đó bạn ơi. Nếu mà bạn cần cái đó thì sao? Bạn cứ mua con dao này bạn băng cho nó dễ. Ừ. Sorry anh em nha. Cuộc sống mà. Ấy, đâu rồi? Từ. Tao đâm á, tao đâm á. Mà mình chắc chắn là phải lấy cái đó luôn nha bạn. Nếu mà mình. Nhưng mà giờ cứ kiếm tiền trước đi cái đó. Ấy, bạn phải mua cái đó để bạn. Ấy, từ từ men. Ôi rồi, đâm vô cái đít mày được không? Đâm vô đít mày được, đâm vô cái đít mày. Ôi rồi, chết. Ôi. Mày vô tù mày giữ tiền làm gì thôi đưa tao đi ba. Mày chi cho tốn kém vậy? Rồi mỗi lần đâm nó là cứ Chết gì rồi, chết nhẹ cái đi không được hả? Hey, come here man. Where you going, bruh? Bruh. Rồi nữa bạn, hình như máng này nó nhãn. Mày cậu với sao? Ôi rồi. Không lụm được tiền. Ôi rồi. Tam đồ. Mất đi con. Mà không ngờ mà trong tù có mấy cái dịch vụ mà bán để cho bạn thoát khỏi cái tù này. Cái thằng cảnh sát cũng hay thiệt. Đủ rồi bạn ơi, mình sẽ lên mình mua cái thứ cần thiết để thoát ra khỏi. Nope. Thằng này. Mày hai ba anh em thôi, ba anh em thôi bạn. Hai hai thôi bạn. Ủa, thoát ra sao? Phải lấy cái tô quýt mày quặng cái gì nhỉ? Thế mình thử mình mua bơm luôn nha các bạn. Hay mấy này ngầu lắm bạn, mấy hàng bán đồ với ngầu lắm bạn. Đúng cái thoát ra đâu các bạn, có thể thoát ra được phải cái vải cái nhổ nước bọt nữa rồi, mấy nhổ nước bọt chết người các bạn ơi. Kế các bạn phải đi lên cái tầng 3 nè các bạn, tìm mỏi mệt luôn nghe. Các bạn sẽ gỡ mấy cái này ra các bạn. Ôi rồi sao nữa? Yes. Ra ngoài được rồi nè các bạn ơi. Travel to your friend, where your friend. Ra ngoài được rồi. Tất cả tiền mình kiếm trong đó thì tiêu hết rồi các bạn ơi. Bây giờ tao chạy vậy đó. Ấy kìa, hình như kìa các bạn ơi. Bạn mình đấy, bạn mình đấy. Đây có gì không? Ủa con khủng long sao vậy? Nghe cái bóng kìa các bạn. Như con khủng long vậy các bạn ơi. Ê, vô man. Ôi trời ơi thanh niên. Được không? Ổn không Ben? À, đi. Rồi, đi rồi các bạn. Nó vẫn còn ngồi, nó vẫn còn làm gì đó thì mình anh yên chở mình vô thành phố mà nó dậy đó các bạn. Thành phố khá là đẹp luôn nha các bạn. Giờ gì thôi mình này get a taxi cho vô tôi fan cái thế giới này. Ê, rồi sao cái thế giới này hay tấn tiền 120 đô nha các bạn. Nhưng mà mình cướp xe trước có tiền che không anh ơi, không lẽ giờ mình phải đi khám phá thành phố bạn ơi, coi có chỗ nào kiếm tiền được. Kiếm tiền thì mình kiếm được rồi đó, để đi coi có những cái shop coffee nè, vô thử coi. Cũng phải từ từ bạn ơi. Để đi uống, à, biết không cho vô à, shop không mở cửa rồi bạn. Kiểu như thấy mình tới rồi nó không cho vô á, xanh á. Có chỗ cắt tóc kìa bạn. Này này kiểu bên Mỹ thập niên á. Ấy qua đường cái gì mày? Ấy. Thôi ở qua đường kìa bạn. Cũng vậy mà nó còn đứng lên được cũng hay thiệt á chứ. Nè tung phát nữa nó không nằm. Ôi nó chết rồi bạn ơi. Tiền kìa bạn. Sao 120 đô kiếm. What the fuck? Ôi rồi mua giỏ đồ các thứ hả? Ôi rồi. Ôi sao lại bạn tán tới ngày mai luôn bạn, bạn vẫn chưa ăn được nó nữa nên bạn hãy lấy xe bạn tung lấy, vừa vừa lấy xe ra thôi là bạn cán chết được nó là có tiền rồi nè bạn. Thấy tung nè, tung đám luôn. Trời ơi nghĩ nó sướng.
chả thấy gì luôn rồi. Lùi lại. Đấy, tiền nó tự động văng ra các bạn ơi. Tội. Trời ơi, tội không? Phải có tao đó nha. Tao không làm chuyện đó đâu á. Lát ra khỏi thành phố này nhanh thôi các bạn ơi. Phố này không có gì đặc biệt. Không tiệm gì hết nên là mình sẽ đi. Ôi ôi, xe nó lật luôn kìa các bạn ơi. Cái này cũng khủng bố thiệt. Ôi 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 ôi. Nó làm gì đâu? Hay là... Ôi. Văng tiền ra chưa? Hãy văng tiền ra đi. Tung một cái rồi nó phải đứng lên rồi. Ê, tung ba phát mới văng tiền các bạn ngoài đời. Vậy là thằng nào cũng ra đứng rồi, ra đứng đường rồi. Ở đây có mấy chiếc xe này mình cần gì mình đi taxi ta? Em làm ra chi vậy? À, ta chắc mình không biết đường các bạn. Mấy nó khinh thường mình. Tung hết, ủa mày tung hết lật xe luôn. Kéo lên mấy mét vẫn chưa chết. Đánh né né cái xe taxi của tao đây nha. Đây là barber shop. Sẵn tiện mình vô mình cắt cái tóc á. Tóc mình của chuối quá bạn ơi. Cái tiệm này đóng hết rồi, sợ mình qua đó các bạn. Đóng hết trường học à, sao hô nè. Đây là thành phố đua thép quơ nè các bạn. Khá là đẹp nha các bạn. And regional train. Thằng bạn của tao là tao chưa biết cái thằng bạn của tao tên gì luôn á. Nhà này giàu quá. Thử đồ các thứ. Ê, mày đâu? Chơi trốn tìm nữa. Lên tới nơi trốn tìm ba. Ôi ôi, nó không có, lại luôn. Qua bên kia thử bạn qua nhà, qua ngân hàng. Để khám phá ngân hàng. Không cho lên luôn. Chị biết lên được không? Không lên được luôn á các bạn. Là một cái cầu, bên kia là quán bar kìa. Đây là xe của mình nè. Xe hết xăng của mình á, mấy thằng cảnh sát nó hôi nó chạy đó các bạn. Là một cái quán kiểu như hot dog các bạn ơi. Mình sẽ qua ngân hàng coi nó ra sao. Ngân hàng gì chả có gì hết trời. Wow. Ngân hàng gì có mấy ghế như mấy đồ nội thất vậy các bạn. Vô lý vậy. Cái này là cái gì? Đi vô được không ta? Biết rồi. Cái đó, đó, vô được các bạn ơi. Cho vô. Các bạn sẽ lấy máy bay, bạn nhảy dù các bạn. Đây bên kia có một cái nhà máy nữa các bạn. Mình sẽ qua. Chung là mình sẽ đi hết cái thành phố này. Coi nó kiếm thằng bạn của mình. Bạn khốn nạn quá. Bắt mình đi kiếm vậy. Thôi Chiến ơi. Mày có đây không Chiến ơi? Ở thằng Chiến đi đâu rồi bạn ơi? Mình chắc chắn là thằng Chiến nó qua quán bar rồi bạn ơi. Rất thanh đó. Hãy lên xe. Hãy lên xe. Ừ. Thấy qua. Chắc chắn nó là qua quán bar rồi bạn. Hoặc là qua anh kia rồi. Chiến này thích đi quán bar lắm. Đô. Chiến ơi, mày đâu rồi Chiến ơi? Wow, thấy ghê không bạn? Thằng Chiến đang trong toilet rồi bạn. Thấy chưa? Nó trong toilet đó. Nó khóa cửa lại rồi bạn, không cho mình mở bạn ơi. Con bài gì không có bia là không vui rồi. Mà để nó đi toilet đi, thằng nãy hay đi toilet lắm bạn. Thấy nó tiểu bậy ngoài đường đó bạn, hiểu rồi cái gì? Ủa mà gọi. Siêu thị, siêu thị đầy đồ rồi đó bạn. Ừ. Mà mình vẫn không mua được bạn ơi. Chân, vẫn là để chân thôi. Đây, vẫn là mấy cái tủ lạnh vẫn để chân. Không có tiền nha các bạn. Ở đây ông Chiến ơi. Tiền mày hơi là kêu. Con. Đây là một cái gaming house nè các bạn. Wow. Ngon vậy. Ở đây luôn đi khỏi tìm Chiến chi gió mệt mày. Nghĩ anh Chiến không có vẻ ở mấy cái khu đó đâu bạn. Ở mấy khu dân cư như thế này nè. Khá là đẹp luôn hả các bạn. Anh kia là cái gì? Có anh Chiến chơi đồ sao anh Chiến đốt nhà luôn nha anh Chiến. Bình tĩnh thôi anh Chiến, em vô đây anh Chiến. Nhìn là biết anh Chiến ăn cắp TV của em rồi nè. Không hiểu anh Chiến sao luôn á. Chứ anh Chiến thấy anh Chiến ăn cắp TV của em là em vui đó. Đây là căn nhà của mình nha các bạn. Anh Chiến vẫn ăn cắp căn nhà của mình. Cái dạo vòng qua khu dân cư bên đây là có nhà. Khá là đẹp nha các bạn. Đây khu siêu thị các bạn. Đây, có ơi. Trời ơi, đi có chút xíu thôi. Không được. Theo lên coi. Có gì đó hết. Nhà mua chân hả các bạn ơi. Là một cái bàn học của con anh Chiến. Đây là một căn nhà của con anh Chiến. Những khu nhà tầm cỡ thấp thôi các bạn. Mới thấy một cái biệt thự, mình cho quẹo vô cái biệt thự. Đây là một khu nhà gọi là khá là thự. Khá là được. Được cái ghế đẩy các bạn. Cái tủ nè. Chân thôi các bạn. Nói chung là anh Chiến nhiều nhà, anh Chiến làm bất động sản mà các bạn. Có gì luôn. Ít đâu, anh Chiến. Anh Chiến biết đi bộ ra thăm em là gì không hả? Sao anh Chiến cứ đứng đó hoài hả? Chị em đâu bưng quà tới hả? Anh Chiến. Khó quá mà. Đó, chọn anh Chiến đó. Thành viên trong khu phố này rồi bạn ơi. Đây là khu phố của anh Chiến với mình rồi nha các bạn. Nào bố láo bắn á. Cái khu này hả?
Có vẻ là tập sau mình sẽ đột kích cái khu này, nhưng mà mình cần mấy khẩu súng trước nha.